Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo đầm cho bé gái xinh xắn như thế này. Ở phần cổ áo mình có làm họa tiết cổ vuông, có trang trí một mẫu hoa 5 cánh ở trước ngực, đồng thời có một sợi dây để cài điều chỉnh. Phía sau mình cũng có làm hạt nút để cài điều chỉnh cho phần cổ áo. Phần chân váy mình có móc họa tiết mũi xích xen kẽ với nhau để tạo cho cái phần chân váy nó được bèo hơn nè. Đây, mẫu áo đầm như thế này. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Ở đây mình sử dụng màu da để móc phần thân váy và một ít màu trắng dùng để móc họa tiết trang trí cho váy. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này, các bạn cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim to gấp đôi sợi len nha. Đây, đầu kim và sợi len nó như thế này. Ngoài ra còn có kéo cắt len, nút dùng để cài phần sau của cổ áo và một hạt cườm dùng để trang trí cho phần hoa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân áo trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài 60 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã móc được 60 mũi móc xích liên tiếp với nhau, tiếp tục lên cho mình 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 60 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến khi ta được 8 mũi kép đơn liên tiếp vào 8 chân móc. Kép đơn thứ 4. Kép đơn thứ 5. Kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Và kép đơn thứ 8. Khi móc được 8 mũi kép đơn vào 8 chân móc liên tiếp thì chân móc thứ 9 ta sẽ móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ 10 á, cái chân móc kế tiếp này móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2. Ta tạo được góc vuông đầu tiên cho phần cổ áo. Thì tiếp tục cho các chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 12 chân móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi được 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào 12 chân móc thì chân móc kế tiếp móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc kế tiếp 2 mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2 Ta tạo được góc vuông thứ hai cho phần cổ áo. Thì ở cái phần thân sau, tiếp tục móc cho mình 12 mũi kép đơn vào 12 chân móc liên tiếp với nhau. 1
Thì sau khi đã móc được 12 mũi kép đơn vào 12 chân móc, tiếp tục tạo một góc vuông thứ ba cho phần cổ áo. Cũng móc vào chân kế bên 2 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ hai, sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp 2 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào cùng một chân móc. Ta tạo được góc vuông thứ ba cho phần cổ áo nè. Và tương tự, móc cái phần vai bên cạnh cũng tương tự giống như cái phần sau này. Cũng móc 12 chân móc, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình 12 chân móc liên tiếp với nhau. Sau khi móc được 12 mũi kép đơn thì hai chân kế tiếp cũng tạo một góc vuông. Chân đầu tiên móc 2 mũi kép đơn. 2, móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân kế bên 2 mũi kép đơn. 1. 2. Thì ta hoàn tất được góc vuông thứ tư. Các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở cái sợi len thừa đầu tiên mà mình chừa ra nè, khi móc các cái mũi móc cuối cùng các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc nha. Đây, đưa vào trong mũi móc như thế này để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Móc vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Sau khi móc được đến cuối hàng, từ đây tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Khi ta gặp đôi cái phần cổ áo lại thì ta được một phần cổ áo góc vuông như thế này. Đây, tạo ra một phần cổ áo vuông như thế này. Thì đối với mẫu cổ áo này, cách tăng size cũng rất là đơn giản. Khi gặp đôi phần cổ áo lại thì hai bên cạnh này nó sẽ là hai bên vai áo nè. Và cái cạnh ở phía sau này ta sẽ sử dụng để làm mặt trước của áo nha. Tạo một cổ áo hình vuông như thế này. Thì đối với những size lớn hơn, các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình một mũi móc ở ba cạnh này nè. Ba cạnh này ta sẽ tiến hành tăng size và số mũi móc tăng nó sẽ đều nhau nha. Còn đối với hai cạnh nữa này, các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình một hoặc hai mũi móc thôi nha. Để cho cái phần cổ này nè, nó sẽ nhiều hơn số mũi móc so với các cái hàng móc còn lại, để mình có thể tạo cái phần cài nút ở đây và tạo ra được một cái góc vuông như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc các hàng móc tiếp theo. Tiến hành quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc thứ hai, móc vào mỗi chân móc, móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến chân móc cuối cùng, ta sẽ gặp cái chân móc xích của cái góc vuông đầu tiên này. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc vuông này 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Khi được 2 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống ta vừa móc 2 mũi kép đơn nữa. 1. 2. Thì ta tạo được góc vuông thứ nhất cho hàng móc thứ hai.
Ở cái cạnh tiếp theo của cái phần cổ áo, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. Thì cái cụm góc vuông này nó sẽ có cái độ dày nè, và cái độ dày này nó sẽ giúp che đi cái mũi móc đầu tiên này. Các bạn sẽ không móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này mà ta sẽ móc vào cái chân móc thứ hai á. Bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Thì như vậy là độ dày của góc vuông đầu tiên này nó sẽ giúp che đi mũi móc đầu tiên nè. Tiếp tục cho các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi ta gặp góc vuông thứ hai của cái cổ áo này. Sau khi móc được các cái mũi kép đơn cho đến cái góc vuông thứ hai mà ta gặp của phần cổ áo thì cũng tương tự như cái góc vuông thứ nhất, các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc vuông này hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn nữa. 1 2 Như vậy là mình vừa tạo được góc vuông thứ hai cho hàng móc thứ hai. Cũng tương tự như góc vuông thứ nhất, các bạn cũng bỏ qua cho mình chân đầu tiên và móc vào cái chân kế bên á. Đây sẽ là chân đầu tiên nè, thẳng hàng với cái mũi móc đầu tiên, thì cái chân móc thứ hai các bạn sẽ móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân kế tiếp một mũi kép đơn. Thì độ dày của góc vuông này nó cũng giúp che đi mũi móc đầu tiên nè. Đây. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Khi gặp đôi cái phần cổ áo lại thì hàng móc tiếp theo nó sẽ giúp cho cái phần thân áo nó được dày hơn nè. Từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình hai hàng móc nữa. Và hai hàng móc này cũng tương tự như là hàng móc mà ta vừa móc nha. Và ở mỗi hàng móc thì cũng tạo góc vuông tương tự, giống như cái góc vuông mà ta móc ở cái hàng móc thứ hai này nè. Đây, giống như cái góc vuông này, ta cũng móc vào khoảng trống của cái góc vuông đầu tiên, một cái góc vuông tương tự. Và các cái cạnh còn lại thì cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai á, móc vào chân thứ hai nè các cái mũi kép đơn và làm tương tự đến cuối hàng. Sau đó làm thêm cho mình hai hàng móc nữa nha, tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Ở đây mình đã móc lên được 4 hàng móc và các cái hàng móc mình cũng móc tương tự thêm mũi ở các cái góc vuông này. Và từ cái góc vuông này cũng bỏ qua chân móc đầu tiên của các cái cạnh kế bên và móc vào chân thứ hai nha. Đây, thì ta được 4 hàng móc, bây giờ mình sẽ tiến hành nối hai đầu móc lại với nhau. Ta sẽ nối hai đầu móc lại để tạo một cái cạnh cài nút ở đây nha. Thì ở cái dây móc xích mà mình gây nên đầu tiên á, đây sẽ là đầu móc của cái mũi móc thứ 60 nè. Thì cái cạnh còn lại sẽ là cái mũi móc đầu tiên của mũi móc xích đầu tiên, có dấu sợi len thừa vào trong mũi móc á. Thì các bạn sẽ tiến hành để cho mình cái mặt này, cái cạnh này ở phía dưới. Ta sẽ ốp cái mặt mũi 60 lên phía trên. Đếm cho mình hai mũi móc, 1, 2. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 3 và móc vào đây một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho đến góc vuông đầu tiên. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc.
Sau khi móc được các cái mũi kép đơn, khác với những hàng móc ở phía trên, ta móc vào cái chân móc mặt trái của hàng móc nè. Thì cái hàng móc này ta đang móc vào chân móc mặt phải của hàng móc thứ tư. Góc vuông của hàng móc này ta cũng làm tương tự. Thì cái chân móc đầu tiên ta sẽ dễ thấy rõ hơn nè. Đây là chân móc đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông này một cái góc vuông tương tự, gồm hai mũi kép đơn. 2, sau đó móc lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào đó hai mũi kép đơn nữa. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Ta được góc vuông đầu tiên của hàng móc thứ năm. Tương tự như các hàng móc phía trên, cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào cái chân kế bên á, thì đây sẽ là chân đầu tiên nè. Các bạn sẽ bỏ qua chân móc đầu tiên và móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Ta cũng tạo được cái góc vuông đầu tiên của cái hàng móc thứ năm nè. Và cũng tương tự như các hàng móc phía trên, các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng, chừa ra cho mình hai mũi móc ở cuối cùng nha. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cũng tạo góc vuông tương tự. Các cái góc vuông cũng bỏ qua chân đầu tiên và móc vào chân thứ hai nha, để mình hình thành các cái cạnh của cái phần thân áo á, móc cho đến cuối hàng, chừa ra hai chân móc cuối cùng. Ở hai chân móc cuối cùng này ta sẽ tiến hành nối với cái cạnh còn lại của phần thân áo nè. Đây là cạnh có sợi len thừa giấu vào trong mũi móc. Các bạn sẽ tiến hành đưa cho mình cái mặt này xuống phía dưới. Để ta tiến hành sử dụng các cái khoảng trống ở bên này để cài nút. Để nối được hai phần thân áo này lại thì móc cho mình vào cái chân móc thứ hai mà ta chừa ra, đồng thời móc vào chân móc thứ nhất của cái cạnh phía sau nè. Đâm kim đồng thời vào hai chân móc song song như thế này và móc vào đây một mũi kép đơn. Tiếp tục chân móc cuối cùng của cái cạnh đầu tiên này và chân móc thứ hai của cái cạnh phía sau, cũng chập đôi cho mình lại hai chân móc. Đâm kim song song vào hai chân móc và móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Thì như vậy là mình vừa nối được hai thân áo lại với nhau để tạo các cái khoảng trống ở đây để mình sử dụng để cài nút ở đây nè nha. Sau đó đối với những size lớn hơn thì các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình thêm nhiều hàng móc nữa, tương tự như hàng móc mà ta vừa móc. Móc cho mình các cái vòng móc tương tự như vậy nè. Thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi chiều rộng từ hai bên vai này nó sẽ ngang với cái phần ngực của bé. Và ở cái size này mình sẽ chỉ dừng lại ở 5 hàng móc thôi nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nối hai phần lại để tạo phần nách ở bên hông này. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân đầu tiên là cái chân mà mình móc mũi dời nha. Các bạn sẽ móc vào cho mình một mũi kép đơn. Sau đó chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông ta gặp đầu tiên. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi hoàn tất được các cái mũi kép đơn đến góc vuông đầu tiên mà ta gặp, các bạn móc tiếp vào cho mình cái góc vuông này hai mũi kép đơn. 1 2 Bây giờ ta sẽ tiến hành nối cái góc vuông này với cái góc vuông tiếp theo. Từ đây lên 3 mũi móc xích. 1 2 3 Di chuyển kim đến cái góc vuông tiếp theo bên này nè. Các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình vào cái góc vuông này và móc vào đây hai mũi kép đơn. Đây, góc vào cái khoảng trống của góc vuông này hai mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai.
Như vậy là mình vừa tạo ra được một khoảng trống để luồn cánh tay vào nè. Thì đối với những size lớn hơn, các bạn sẽ tiến hành tăng cho mình số mũi móc ở cái mũi này nhiều hơn nha, không nhất thiết là phải 3 mũi móc. Thì ở cái size này mình sẽ chỉ tăng 3 mũi móc thôi nè, để cho cái phần cánh tay này nó có độ rộng luồn vào cái tay của bé. Khác với những hàng móc ở phía trên, ta sẽ bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp á. Nhưng mà cái hàng móc nối nách này các bạn sẽ tiến hành móc luôn cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Sau đó móc vào chân bên cạnh một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự như cái phần nách bên này, các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống của góc vuông tiếp theo này 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Khi được 2 mũi kép đơn liên tiếp vào cái khoảng trống của cái góc vuông thứ ba này thì tiếp tục lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Di chuyển kim vào góc vuông cuối cùng. Đây sẽ là góc vuông cuối cùng, các bạn cũng tương tự móc vào cái góc vuông này cho mình 2 mũi kép đơn. Đây, ta sẽ móc vào cái góc vuông này 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Thì ta cũng tạo được cái khoảng trống thứ hai để luồn cánh tay vào nè. Các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng và cũng móc vào chân móc đầu tiên nha. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời, móc lên 2 mũi móc xích. Sau khi nối phần thân và chiếc nách thì mình cũng tạo được một khoảng trống nè. Cái khoảng trống này sẽ vừa với phần ngực của bé. Bây giờ mình sẽ móc tiếp cái hàng móc tiếp theo. Và hàng móc tiếp theo này ta sẽ sử dụng để luồn dây cài điều chỉnh nha. Chân móc ta vừa móc mũi dời, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở 3 mũi móc xích mà mình gây nên để tạo cánh tay này, các bạn cũng móc cho mình vào 3 chân móc. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai vào chân móc thứ hai. Và kép đơn thứ ba vào chân móc thứ ba. Thì ta tạo được 3 mũi kép đơn vào 3 chân móc của phần nách nè. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Thì như vậy là phần cánh tay của mình đã có cái độ rộng như thế này. Tiếp tục móc cho mình tương tự cho các chân móc còn lại. Và ở bên này, ba chân móc xích này cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, móc vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời. Thì như vậy là mình vừa hoàn tất được phần thân áo phía trên nè. Đây, và cái hàng móc này ta sẽ dùng để luồn dây vào cài điều chỉnh nha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần chân váy. Thì để móc được phần chân váy, thông thường ta sẽ móc các cái hàng móc liên tiếp với nhau và sẽ kết thúc ở mỗi hàng. Nhưng mà ở chân váy này mình sẽ móc xoắn ốc để cho mình không có bị nhầm mũi móc nha.
Khi đã móc được mũi dời vào chân móc đầu tiên của vòng móc này thì tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó bỏ qua cái chân móc ta vừa móc mũi dời nè, các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn. Từ đây lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên của cái hàng móc này nè, móc vào chân kế bên một mũi nửa kép. Lên một mũi móc xích. Và móc vào chân kế tiếp một mũi kép đơn. Như vậy là hàng móc của mình nó có cái độ tăng dần nè. Đây, tăng dần từ cái mũi móc dời này tăng lên phía trên. Thì bây giờ tiếp tục móc thêm một mũi móc xích và móc vào cái chân kế tiếp một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc của mũi dời này nha. Cũng móc cho mình xen kẽ một mũi móc xích, sau đó là một mũi kép đơn vào chân móc kế bên của cái phần thân. Lên một mũi móc xích, móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép đơn và làm tương tự. Sau khi móc được xen kẽ mũi móc xích và mũi kép đơn đến cuối hàng thì tiếp tục lên một mũi móc xích và móc cho mình vào cái chân móc của mũi dời ở cái hàng móc phía trên nè. Đây là chân móc mũi dời, các bạn sẽ tiến hành móc cho mình vào cái chân móc mũi dời này một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích. Móc cho mình vào khoảng trống của mũi dời này và mũi móc đơn kế bên này nè. Ở đây ta có gây nên một mũi móc xích. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào khoảng trống của mũi nửa kép và mũi kép đơn bên này. Móc cho mình vào chính giữa của khoảng trống này một mũi kép đơn. Thì như vậy là mình vừa lên được một hàng móc và ta không có kết thúc ở mỗi hàng nè. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống kế tiếp này một mũi kép đơn. Móc vào đây một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, tương tự móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Thì như vậy là hàng móc của mình nó không có cái điểm kết thúc nè. Các bạn sẽ tiến hành móc cho mình tương tự cho các cái khoảng trống còn lại. Móc tương tự lên một mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn và làm tương tự. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì ở đây mình không có điểm kết thúc. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào các cái khoảng trống kế tiếp này nè. Cũng móc xen kẽ một mũi móc xích, sau đó móc vào các cái chân móc này, móc vào các cái khoảng trống này. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống. Và ở giữa các cái mũi kép đơn ta sẽ móc lên một mũi móc xích nha. Thì lúc này cái phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe nè, xòe rộng ra như thế này. Các bạn sẽ tiếp tục móc sẵn ốc cho mình tương tự một mũi kép đơn xen kẽ là một mũi móc xích vào mỗi khoảng trống, cho đến khi cái phần chân váy này nó có cái độ dài từ phần vai đến hàng móc cuối cùng bằng được đến phần đầu gối, trên đầu gối của bé một tí nha, thì các bạn sẽ ngưng. Cũng móc xen kẽ cho mình một mũi móc xích, sau đó móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn và làm tương tự cho các hàng móc còn lại cho đến khi ta được độ dài nhất định. Sau khi đã lên thêm được nhiều hàng móc và móc xoắn ốc cái phần chân váy cho đến khi ta được cái độ dài của cái phần chân váy nhất định rồi nè, thì tiếp tục bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết bèo ở phía dưới. Điểm kết thúc của phần chân váy sẽ nằm ở phía sau của phần thân váy nè. Đây, cái phần cài nút á, nó sẽ nằm ở phía sau này. Từ nút này ta sẽ tiến hành móc lên 3 mũi móc xích để tạo một khoảng trống to hơn cho cái phần chân váy. 1, 2, 3. Sau đó bỏ qua cho mình cái khoảng trống kế bên và móc vào cái khoảng trống kế tiếp bên này nè. Đây, móc vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn. Ta tạo được khoảng trống đầu tiên của phần bèo nè. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích. Móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích,
móc tiếp vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn, lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Tương tự lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống kế bên này một mũi kép đơn. Thì sau khi đã móc được 5 mũi kép đơn vào 5 khoảng trống liên tiếp với nhau, thì từ đây các bạn sẽ móc cho mình thêm một khoảng trống tương tự, cũng lên 3 mũi móc xích, 1, 2, 3. Sau đó bỏ qua khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn thứ nhất. Thì như vậy là khoảng cách giữa hai khoảng trống này nó sẽ cách nhau là 5 mũi kép đơn nè. Từ đây lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống thứ hai một mũi kép đơn. Tiếp tục lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống thứ ba một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống thứ tư một mũi kép đơn. Vóc lên một mũi móc xích và móc vào khoảng trống thứ năm là khoảng trống cuối cùng một mũi kép đơn. Sau khi đã móc được 5 mũi kép đơn vào 5 khoảng trống, tiếp tục tạo cho mình một khoảng trống to hơn tương tự như cái khoảng trống bên này. Cũng móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó bỏ qua khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn. Thì ta tạo được 3 khoảng trống và 3 khoảng trống này nó sẽ cách nhau là 5 mũi kép đơn nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì cuối vòng nó sẽ nằm ở cái chân móc này nha. Cũng móc xen kẽ vào 5 khoảng trống liên tiếp. Mỗi khoảng trống móc một mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống, sau đó tạo cho mình một khoảng trống to hơn, gồm 3 mũi móc xích nha. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì có nhiều trường hợp các cái mũi móc cuối cùng này nó sẽ không có đều nhau ở cái khoảng trống cuối cùng này nè. Ở hai cái khoảng trống này nó sẽ không đều nhau. Các bạn sẽ tiến hành chia cho mình ở ba khoảng trống cuối cùng để ba khoảng trống cuối cùng này nó có cái vị trí đều nhau hơn nha. Ở đây mình móc thêm 3 mũi móc xích, sau đó móc tiếp vào cái khoảng trống kế tiếp này nè, bỏ qua khoảng trống kế bên và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn. Đây, như vậy là mình tạo được 3 khoảng trống và đều nhau như thế này. Bây giờ ta sẽ móc họa tiết bèo cho cái phần chân váy này. Móc lên một mũi móc xích, tương tự móc vào khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn. Lên một mũi móc xích, khoảng trống kế bên một mũi kép đơn. Tương tự lên một mũi móc xích và khoảng trống kế tiếp một mũi kép đơn. Sau khi đã móc được xen kẽ như thế này thì ở cái khoảng trống to này các bạn sẽ tiến hành móc vào đây cho mình xen kẽ 5 mũi kép đơn. Cũng móc vào đây mũi kép đơn thứ nhất. Lên một mũi móc xích. Kép đơn thứ hai vào khoảng trống này. Lên một mũi móc xích, tiếp tục kép đơn thứ ba. Lên một mũi móc xích, kép đơn thứ tư. Lên một mũi móc xích, tiếp tục kép đơn thứ năm. Như vậy là mình vừa tạo ra được 5 mũi kép đơn vào cái khoảng trống to này, xen kẽ là một mũi móc xích nè. Từ đây tiếp tục lên một mũi móc xích. Sau đó móc tiếp tương tự các cái khoảng trống bên này. Mỗi khoảng trống ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi khoảng trống và giữa các cái mũi kép đơn sẽ là một mũi móc xích nha. Móc tương tự cho đến cái khoảng trống to hơn. Sau khi đã móc được đến cái khoảng trống to tiếp theo thì các bạn cũng tương tự lên một mũi móc xích và móc cho mình 5 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này và xen kẽ là một mũi móc xích nha. Kép đơn thứ nhất, lên một xích. Kép đơn thứ hai, lên một xích. Kép đơn thứ ba, lên một xích. Kép đơn thứ tư, lên một xích và tiếp tục kép đơn thứ năm là kép đơn cuối cùng vào cái khoảng trống to này. Ta được 5 mũi kép đơn vào cái khoảng trống nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại, móc đến cái khoảng trống to cuối cùng ở bên này. Và cũng móc xen kẽ một mũi móc xích và một mũi kép đơn vào các cái khoảng trống nha. Khoảng trống to thì mình sẽ móc 5 mũi kép đơn xen kẽ một mũi móc xích. Làm tương tự cho đến cuối hàng.
Thì sau khi móc đến cái khoảng trống to cuối cùng cũng tạo 5 mũi kép đơn vào cái khoảng trống to này, tiếp tục móc lên một mũi móc xích, sau đó móc vào cái khoảng trống kế bên này nè, móc cho mình vào đây một mũi dời. Đây thì mình đã kết thúc cái phần chân váy như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái phần bèo ở phía dưới. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn. Tương tự lên 3 mũi móc xích. Khoảng trống kế bên móc một mũi móc đơn. Lên 3 mũi móc xích. Khoảng trống kế tiếp móc một mũi móc đơn. Khi móc đến cái khoảng trống to này, các cái mũi kép đơn của khoảng trống này cũng móc tương tự, lên 3 mũi móc xích và móc vào chính giữa của các cái mũi kép đơn này một mũi móc đơn tương tự. Lên 3 mũi xích và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn. Thì mình tạo được các cái họa tiết bèo cho cái phần chân váy nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng này. Cũng móc lên 3 mũi móc xích. 1 2 3, móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng để tạo cái độ bèo cho phần chân váy thì phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe ra nè. Đây, nó sẽ có cái độ xòe uốn lượn như thế này. Thì ở cái phần chân váy này mình cũng tương tự như cái phần chân ở phía trên, cũng móc xoắn ốc, nhưng lần này mình sẽ móc xoắn ốc theo kiểu 3 mũi móc xích và một mũi móc đơn nha. Thì tiếp tục móc cho mình lên 3 mũi móc xích. 2 3. Móc cho mình vào khoảng trống của mũi kép đơn và mũi dời cuối cùng mà mình gây nên ở đây nè. Các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích. 1 2 3. Móc vào khoảng trống kế tiếp nè của 3 mũi móc xích này nè, giữa hai cái mũi móc đơn này có 3 mũi móc xích, móc vào cái khoảng trống này một mũi móc đơn. Tương tự lên 3 mũi móc xích và móc vào khoảng trống kế tiếp một mũi móc đơn. Đây, tiếp tục móc vào đây một mũi móc đơn. Thì như vậy là mình vừa tạo được các cái đường xoắn ốc nè. Các cái mũi móc đơn sẽ xen kẽ với nhau là 3 mũi móc xích và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Lên 3 mũi móc xích, móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các khoảng trống còn lại, sau đó sẽ móc thêm cho mình xoắn ốc tương tự cho đến khi cái độ dài của cái phần bèo này nè, nó che được đến cái phần đầu gối của bé thì ngưng, tầm khoảng 7 cho đến 10 phân nha. Và khi đó thì chiều cao từ vai đến cái hàng móc cuối cùng nó sẽ đến cái phần đầu gối của bé. Cũng móc xoắn ốc 3 mũi móc xích, sau đó móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn. Thì sau khi móc thêm được nhiều hàng móc tương tự và cái phần chân váy của mình nó đã có cái độ xòe như thế này, uốn lượn như thế này. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành viền lại cái hàng móc cuối cùng này. Thì để viền lại cái hàng móc cuối cùng của cái phần chân váy này, mình sẽ sử dụng họa tiết nửa sò để mình viền lại toàn bộ cái phần viền này. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống ta vừa móc mũi đơn này nè, móc vào 2 mũi kép đơn liên tiếp với nhau vào cùng một khoảng trống. Khi đã được 2 mũi kép đơn liên tiếp với nhau, tiếp tục móc vào khoảng trống kế bên này một mũi móc đơn. Ta tạo ra được một họa tiết nửa sò đầu tiên nè. Từ đây tiếp tục lên 2 mũi móc xích. 1 2, móc tiếp vào khoảng trống ta vừa móc mũi đơn 2 mũi kép đơn tương tự. Kép đơn thứ 2. Sau đó móc vào khoảng trống kế bên một mũi móc đơn. Ta được họa tiết sò thứ 2 ở phần chân váy. Tương tự lên cho mình 2 mũi móc xích. Móc vào khoảng trống ta vừa móc mũi đơn 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ 2. Sau đó móc vào khoảng trống kế bên này một mũi móc đơn. Ta được thêm một họa tiết sò thứ 3 cho phần chân váy. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho các khoảng trống còn lại, móc tương tự cho đến cái khoảng trống cuối cùng. Cũng lên 2 mũi móc xích và móc vào cái khoảng trống vừa móc mũi đơn 2 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Sau đó móc vào khoảng trống kế bên này một mũi móc đơn và làm tương tự.
Sau khi móc đến cuối hàng thì cái khoảng trống chính giữa của cái mũi sò đầu tiên và cái mũi sò mà ta vừa móc đây nè, ta sẽ chừa ra một khoảng trống này và móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó móc vào mũi móc đơn của cái mũi sò đầu tiên này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau khi đã giấu len thừa vào trong mũi móc thì phần chân váy của mình đã hoàn tất. Ở mặt trước các bạn sẽ móc cho mình thêm một sợi dây móc xích, sau đó luồn vào cái hàng móc ở cái phần dưới nách này nè. Luồn xen kẽ vào các cái chân móc để cài điều chỉnh ở đây. Phía sau của cổ áo may cho mình một hạt nút để mình cài điều chỉnh cho phần cổ áo nè. Và móc thêm một cái mẫu hoa này để trang trí cho phần thân váy nó được xinh xắn hơn. Thì cái mẫu hoa này mình cũng có hướng dẫn ở clip trước, mình có để link ở phần mô tả, các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo đầm cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!